Xin chào các bạn, tiếng Trung Ánh Dương rất vui được quay trở lại với các bạn trong chương trình học tiếng Trung giao tiếp. Và chủ đề giao tiếp của chúng ta hôm nay là chủ đề bạn làm nghề gì. Đây là một chủ đề được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Các bạn hãy nhanh chóng chuẩn bị vở và bút viết để chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Bắt đầu bài học, chúng ta cùng nhau học những từ vựng, từ mới liên quan đến các nghề nghiệp thường sử dụng. Đầu tiên các bạn sẽ quan sát và đọc theo mình sẽ đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Mời các bạn cùng đọc theo mình nhé. Đầu tiên có bác sĩ là y sông, bác sĩ. Tiếp y tá, hu sĩ, y tá. Tiếp theo chiên chía cung là nhân viên vệ sinh. Dòng thứ hai chúng ta có sơ ảnh sư là nhiếp ảnh gia. Tiếp tục luật sư là nghề luật sư. Cảnh trá, cảnh sát. Công an thì chúng ta sẽ nói là công an. Tiếp theo chúng ta có kế toán, khoai chỉ hoặc khoai chỉ viên là kế toán, nhân viên kế toán. Tiếp tục nghề diễn viên, diễn viên. Nghề tiếp viên hàng không, không chỉa. Tiếp tục nha. Sang rấn. Đây là nghề doanh nhân. Tiếp tục nông mín, nông dân, nông mín. Chuyên gia ngân hàng sẽ là nhín háng chia. Nhín háng, các bạn biết nhín háng là ngân hàng rồi. Nhín háng chia có nghĩa là chuyên gia ngân hàng. Tiếp tục có sư chi, lái xe, sư chi. Tiếp tục có quan tòa là phả quan, xiao phán yuán, nhân viên cứu hỏa. Sau cuối cùng chúng ta có đầu bếp là chú sư, nhà thiết kế, sơ chỉ sư, nhà thiết kế. Thợ cắt tóc là lý phả sư, thợ cắt tóc. Vừa rồi các bạn đã học một số những từ vựng liên quan tới nghề nghiệp thường dùng và bây giờ các bạn hãy cùng nhau học những mẫu câu hỏi đáp liên quan tới nghề nghiệp nhé. Câu đầu tiên các bạn hãy quan sát và đọc câu theo mình. Nǐ zuò shěnme gōngzuò? Nǐ zuò shěnme gōngzuò? Bạn làm nghề gì? Ở đây là mẫu câu được sử dụng phổ biến nhất hỏi nghề nghiệp. Đầu tiên các bạn sẽ thấy có từ gōngzuò. Gōngzuò ở đây thì vừa là danh từ vừa là động từ, có nghĩa là đi làm công việc, nghề nghiệp. Và trong câu này thì nó được sử dụng như danh từ. Nǐ zuò shěnme gōngzuò? Bạn làm nghề gì? Một cách hỏi nghề nghiệp nữa. Nǐ de zhí yè shì shěnme? Nǐ de zhí yè shì shěnme? Nghề của bạn là gì? Thì zhí yè cũng gần bằng gōngzuò, có chỉ nghề nghiệp, công việc. Nǐ de zhí yè shì shěnme? Ở câu này các bạn cũng có thể thay thế là nǐ de gōngzuò shì shěnme? Nǐ de gōngzuò shì shěnme? Công việc của bạn là gì? Và cách trả lời công việc nghề nghiệp như sau. Ủa tang hoặc ủa sư ở phía sau là nghề nghiệp. Tang ở đây là động từ có nghĩa là làm, thường để thể hiện nghĩa là đảm đương một chức danh nghề nghiệp nào đó, và phía sau nó thường kết hợp với các danh từ chỉ nghề nghiệp chức vụ. Ví dụ như ủa tang lão sư hoặc ủa sư lão sư, tôi làm giáo viên, tôi là giáo viên. Hoặc ủa tang diễn viên, ủa sư diễn viên, tôi là diễn viên. Còn nếu như các bạn vẫn chưa đi làm thì chúng ta có mẫu câu ủa hái mấy công chỗ, ủa trải tú su, ủa hái mấy công chỗ, ủa trải tú su, tôi vẫn chưa đi làm, tôi đang đi học. Thì ở đây các bạn sẽ thấy phó từ phủ định hái mấy là vẫn chưa, thế còn tú su là động từ có nghĩa là đi học nhé. Ủa hái mấy công chỗ, ủa trải tú su. Còn nếu như bạn muốn nói dự định sẽ làm nghề gì, chúng ta có mẫu câu tả xuế bì yê hổ ủa tả soạn hoặc ủa xiển tang, sau khi tốt nghiệp tôi dự định hoặc tôi muốn làm. Ví dụ tả xuế bì yê hổ ủa tả soạn tang lão sư, sau khi tốt nghiệp tôi dự định sẽ làm giáo viên. Hoặc tả xuế bì yê hổ ủa xiển tang y sông, sau khi tốt nghiệp tôi muốn làm bác sĩ. Tiếp
Tiếp theo là mẫu câu muốn hỏi ai đó muốn làm gì, đó là 你想做什么工作? 你想做什么工作? Bạn muốn làm nghề gì? 做什么工作 vẫn là làm nghề gì? Thế còn 想 có nghĩa là muốn. 你想做什么工作? Bạn muốn làm nghề gì? Và các bạn có thể trả lời, ví dụ muốn làm giáo viên, 我想做老师, hoặc 我想当老师. Tiếp theo, 他在哪儿工作? 他在哪儿工作? Anh ấy làm việc ở đâu? Ở đây các bạn sẽ thấy có đại từ nghi vấn ở, có nghĩa là ở đâu. 他在哪儿工作? Anh ấy làm việc ở đâu? Ví dụ, anh ấy làm việc ở ngân hàng là 他在银行工作. 他在银行工作. Hoặc anh ấy làm việc ở một công ty, 他在一家公司工作. 他在一家公司工作. Đấy. Các bạn cũng có thể sử dụng mẫu câu hỏi về nơi làm việc là 你在哪儿上班? 你在哪儿上班? 上班 ở đây cũng có nghĩa là đi làm. 你在哪儿上班? Có nghĩa là bạn đi làm ở đâu? Và mình có thể trả lời 我在邮局上班, tôi làm việc ở bưu điện. Hoặc 我在商店上班, tôi làm việc ở cửa hàng, vân vân. Tiếp theo, hỏi cụ thể hơn về công việc. 你们每周工作几天? 你们每周工作几天? À, mỗi một tuần thì các bạn phải đi làm mấy ngày? Mỗi một tuần đi làm mấy ngày? Thì ở đây có 每周, có nghĩa là mấy sinh chi, mỗi một tuần đấy. 工作几天? Đi làm mấy ngày? 我们不常加班. 我们不常加班, chúng tôi không thường xuyên phải tăng ca. Thì ở đây có 不常, có nghĩa là không thường xuyên, bằng với khấn sảo, lại rất ít khi. 加班 là tăng ca. Ví dụ bạn có thể hỏi 你常常加班吗? 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 Bạn có thường xuyên phải tăng ca không? Hoặc 今天我不要加班. 今天我不要加班. Hôm nay tôi không cần phải tăng ca. Cung tư cao mà? Cung tư cao mà? Đây là câu hỏi liên quan đến lương. Cung tư ở đây có là lương, có nghĩa là lương. Cung tư cao mà? Lương có cao không? Tiếp tục, đối với những bạn mà chưa đi làm thì cũng có thể hỏi nhau liên quan đến vấn đề học tập. Nhì zài shēme xuèxiào shàng xuè? Nhì zài shēme xuèxiào shàng xuè? Shàng xuè đây cũng nghĩa là đi học. Thì chào sớm ở xuế xào xong xuế, bạn đi học ở trường nào? Nhì xuế sớm ở chuan yê? Nhì xuế sớm ở chuan yê? Bạn học chuyên ngành gì? Thì các bạn có thể trả lời, ví dụ, trả lời ủa xuế hàn yu, tôi học tiếng Hán. Hoặc có thể trả lời ủa tờ chuan yê sư hàn yu. Ủa tờ chuan yê sư hàn yu. Một câu nữa hỏi về học ở trường nào. 你在什么大学学习? 你在什么大学学习? Bạn học ở đại học nào? 大学 là đại học nhé. 在什么大学? Ở đại học nào? 你在什么大学学习? Bạn học ở đại học nào? Ví dụ, 我在外语大学学习. Tôi học ở trường đại học ngoại ngữ. Hoặc 我在商业大学学习. Tôi học ở trường đại học thương mại. 你大几了? 你大几了? Có nghĩa là bạn là sinh viên năm thứ mấy rồi? 大几, cả cách nói tắt của sinh viên đại học năm thứ mấy? 你大几了? Và các bạn có thể trả lời 我大一了? Có nghĩa là tôi là sinh viên năm thứ nhất. Hoặc 我大四了? Tôi là sinh viên năm thứ tư. 你毕业于哪所学校? 你毕业于哪所学校? Có nghĩa là bạn tốt nghiệp ở trường nào? Ở đây các bạn sẽ thấy lượng từ của trường học có thể sử dụng là sủa. Ná sủa xuế xào nghĩa là trường nào? 毕业于 có nghĩa là tốt nghiệp ở. Và cách trả lời sẽ là 我毕业于 cộng với trường. Ví dụ 我毕业于外语大学. Tôi tốt nghiệp ở trường đại học ngoại ngữ. Hoặc 我毕业于外贸大学. Tôi tốt nghiệp ở trường đại học ngoại thương.
vân. Và sau đây các bạn cùng nhau học hội thoại liên quan tới chủ đề hỏi đáp về công việc kế nghiệp. Mời các bạn cùng quan sát và đọc to theo mình. Nǐ zuò shěme gōngzuò? Nǐ zuò shěme gōngzuò? Bạn làm nghề gì vậy? Wǒ shì lùshī, nǐ nè? Tôi là luật sư, còn bạn thì sao? Ở đây chúng ta có nghề lùshī là luật sư, nǐ nè là một dạng câu hỏi tình lược, còn bạn thì sao? Wǒ shì mòtuò, wǒ shì mòtuò. À, tôi là người mẫu. Tôi là người mẫu, thì ở đây có một nghề rất đặc biệt, múa thở, có nghĩa là người mẫu. Ừ, tuyệt đấy, bú chua, thường dùng để thể hiện nghĩa là thể hiện sự khen ngợi như được đấy, không tồi, hay, tuyệt. Tiếp theo, nǐ de zhi yè shì shěnme? Nǐ de zhi yè shì shěnme? Nghề của bạn là gì? Wǒ shì lǎo shī, nǐ nè? Wǒ shì lǎo shī, nǐ nè? Tôi là giáo viên, còn bạn thì sao? Wǒ shì shēng yī rén, nǐ xǐ huān nǐ de gōngzuò ma? Ở đây các bạn thấy có từ shēng yī có nghĩa là kinh doanh. Wǒ shì shēng yī rén có nghĩa là tôi là người kinh doanh, tôi là thương nhân. Nǐ xǐ huān nǐ de gōngzuò ma? Bạn có thích công việc của bạn không? Shì de, wǒ hěn xǐ huān. Vâng, tôi rất là thích. Sự tở đây các bạn có thể dịch là vâng, đúng. Wǒ hěn xǐ huān, tôi rất là thích. Các bạn thân mến, các bạn đã học xong chủ đề giao tiếp liên quan tới hỏi đáp về công việc nghề nghiệp. Các bạn hãy ghi chép và học thuộc những mẫu câu này để chúng ta có thể sử dụng chúng khi giao tiếp với người Trung Quốc nhé. Và nếu như thấy bài học hay và bổ ích thì các bạn hãy nhớ đừng quên like, comment và ấn nút theo dõi kênh của Tiếng Trung Ánh Dương để chúng ta có thể đón xem được nhiều bài học hay và bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.